Xin chào cả nhà, hôm nay Thúy muốn chia sẻ cái kinh nghiệm thục tháo cà phê của bản thân Thúy cũng như là của ông xã Thúy. Thúy đã câu được cái anh này để thục tháo cà phê lên. Mình đã đi dù. Cũng hơn 1 năm qua, từ khi Thúy bắt đầu thục tháo thì Thúy cũng rủ ông xã thục tháo theo luôn, tại vì mình đã biết những cái lợi ích của việc thục tháo cà phê rồi. Và bản thân không phải là ai nhìn nói cũng khỏe mạnh, nhưng mà trong người họ đang giữ những cái chất độc trong người thì cần phải thải ra ha. Thì ăn uống nước ép không chưa đủ đâu, tại vì nó bám trong đó thì mình phải cần phải rửa, phải thải nó ra. Thì hôm nay Thúy muốn chia sẻ kinh nghiệm của Thúy cũng như là kinh nghiệm của ông xã Thúy ha. Thì Anh cũng nói luôn, tức là cái mình biết được đó, là trong quá trình mà trao đổi với lại tư vấn cho nhiều người trong Facebook đó, thì biết được là một trong những cái trở ngại mà trong quá trình chữa lành đó là người ta rất là xa lạ với việc thục tháo. Nghe tới thục tháo là người ta thấy ghê rồi, người ta nói cái này giống như kiểu người ta tưởng tượng là chỉ có vô bệnh viện đó, mà phải mổ cái gì mà đường ruột đó, thì bắt đầu y tá mới làm cho mình thôi. À, hồi xưa anh mổ ruột thừa người ta cũng có làm cho anh một lần đó, lúc đó anh không biết là nó có gọi là thục tháo, người ta cũng yêu cầu mình làm y chang vậy đó mà mình không biết Thì ha. ai ai trước khi Thì mổ nghe ruột ghê lắm, nghe là thấy ghê, là thành ra là đây là một trong những cái trở ngại khi mà làm cái cơ sành, nhưng mà giống như kiểu nó là trở ngại bước đầu thôi, ai mà vượt qua được á thì sẽ giống như kiểu khám phá một cái chân trời mới luôn ha, thành ra anh mới làm nhớ lúc đầu em nghe tới thục tháo em nói thôi giờ làm gì làm kiếm cái chứ khác đi hả. kiếm cái khác làm đi thôi nghe tới Nghe cơ sành có thục thục tháo thôi là để kiếm cái khác, thành ra mới tháo mới làm Anthony William á chứ, ghê quá à. Đúng kiểu vậy. Tại Anthony William không thục tháo, nghe nó uống nước thì nó dễ hơn, nhưng rồi. mà thật ra cái này rất là quan trọng. Và trong cái quá trình làm từ cả năm qua của Thúy á, thì bản thân Thúy chắc chắn rồi mà mình cũng thấy rõ được những cái lợi ích của nó trong cái việc Thúy làm. Chút nữa khi mà mình chia sẻ tới những cái đó các mọi người sẽ có thể thấy ha. Thì hy vọng là cái clip này có ích cho mọi người. Bây giờ mình bắt đầu, mình chắc bắt đầu từ cái bắt đầu từ lúc trước trước khi làm đi ha. Rồi. Ok, thì kinh nghiệm bản thân của Thúy á, thì trước khi Thúy thục tháo cà phê, nhảy vô thục tháo cà phê thì mình nên thục tháo, làm quen với thục tháo nước ấm ha. Mà ít thôi mà, đâu nước ấm gọi Thì gì? nước ấm thì lúc đầu thì mọi người sẽ làm từ 300 tới khoảng 300 ml thôi, không thể nào giữ được nhiều hơn đâu. Đúng rồi. Tại vì cái ruột mình lúc đó mình cho cái nước ấm vào cái mình đau bụng lắm. Cái những cái cơ ruột của mình nó chưa có quen á ha. Thì mình giống như cái cảm giác của mình giống như là mình bị rối loạn tiêu hóa, mình đau vậy đó. Mình Đúng rồi, nó phải gò, nó nó gò căng lên, nó căng ra làm cho mình giống tờ tháo dí, giống tờ tháo rượt nhưng mà theo cảm giác của em thì em giống như bủng rủng tay chân và muốn xỉu luôn vậy, lúc giống như em bị rối loạn tiêu hóa vậy đó. á. Thì mình phải cần phải chạy vô toilet ngay lập tức, nhưng mà khi mình xả ra được rồi thì mình cảm thấy ô rất là nhẹ người, rất là thoải mái, phải không? Khi mình xả ra được trong tiếng Anh, trong từ điển, xin lỗi cái clip này nó hơi ghê, trong cái của Gerson thì họ dùng từ tiếng Anh là release, tức là được Release xả xả ra đó ha. Tức là khi mình vô toilet đó, là mình cái xà một cái luôn á, thì khi đó à, mình đi giống như tiêu nước chảy đó, ha, giống giống tiêu chảy như chảy đó, nước. nước không ha, và Nhưng mà mình khi sẽ làm rất là xong rồi thoải mình rất mái. là thoải mái, tại vì nó những cái chất độc nó bám trong cơ thể của mình, nó làm cho mình nhức đầu, làm cho mình khó chịu á ha. Mình khi xả ra giống như mình bị rối loạn tiêu hóa, mình mà đi ra được rồi thì cơ thể mình sẽ nhẹ nhàng hơn và mình Đó. không còn bị chóng mặt, nhức đầu gì nữa đó. Rồi một cái nữa, cái đó là lúc đầu là bắt đầu bằng nước, sau đó em nói là làm thành nước nước chanh đúng không? Thay vào bằng nước chanh, chanh Thì hữu cơ là càng chanh tốt. chanh thì giống Chanh như nước Anthony ấm. William cũng khuyên là mình sẽ dùng chanh với nước ấm thì cho đường ruột nó sạch đó. Thì trước đây thì con cũng thử qua với chanh với nước ấm. Thì sau khi mà xong đó thì theo phương pháp Gerson thì Thí bắt đầu mình tập ha, tập làm quen với cà phê nha. Nếu như ai chưa quen thì nghĩ là mình bắt đầu bằng cái lượng cà phê Loãng. loãng thôi, từ thấp tới cao, tức là mình ban đầu mình không có dùng cái lượng như bác sĩ khuyên. Ví dụ như 3 muỗng canh cà phê thì mình chỉ dùng 1 muỗng thôi, và mình dùng cái lượng từ thấp tới cao và mình vào từ từ thôi, tại vì cái này có caffeine, nó sẽ kích thích cái gan của mình, có thể sẽ mình sẽ làm bị đau đau bụng, đau bên phải, Đau nhất là đau bên có khi là phải. đau nhiều lắm nữa. Đau bên phải, đau bên gan, tại lúc đó nó đang kích thích, bây giờ thì không còn đau nữa ha. Nhưng mà lúc đầu thì mình phải rất là lưu ý cẩn thận, mình chỉ làm một lượng nhỏ thôi. Và khi nào đau á, khi mình đang truyền mình cảm thấy đau á, thì mình ngừng lại đi, mình khóa van lại, mình nằm đó mình đợi, đợi cho hết đau rồi mình mới truyền tiếp ha. Hoặc là mình cảm thấy đau quá thì mình cứ đi xả ra đi, là mình bỏ cái đó cũng được, mình sẽ nghỉ ha. Mình nghỉ khoảng 1 ngày 2 ngày sau mình chỉ thục tháo bằng nước ấm thôi ha. Sau đó mình tập lại với cà phê nữa, chứ đừng có bỏ luôn nha. Nếu mình bỏ luôn thì cái phương pháp Gerson này mình không có làm được ha. Đó thì theo kinh nghiệm bản thân của Thúy thì lúc đầu Thúy cũng bị đau như vậy, và Thúy không có làm liên tục. Thúy nghỉ ha, Thúy nghỉ 1 2 ngày sau Thúy chỉ thục ấm nước ấm bình thường thôi, và sau đó Thúy tiến hành lại bằng cà phê.
Và lưu ý một điều nữa là mình nên mới làm á thì mình nên làm buổi sáng hoặc buổi trưa thôi, mình đừng có làm tối quá. Tại vì trong cái này có caffeine, nếu mà ai chưa quen thì mình sẽ khó ngủ lắm. Lúc đầu cũng không ngủ được nếu mà làm trễ quá đó ha. Tại cái lượng caffeine nó cũng thấm qua cái đường Thì đúng máu rồi, của mình á, kích để thích nó ghê vô mà. trong người của mình, thành ra cũng mình bị cái phản ứng giống như là uống 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 cà phê, nó trằn trọc khó ngủ rồi này kia. Nói về cái đau thì anh chia sẻ chút xíu, tức là tùy mỗi người nó sẽ À có cái tùy. thể trạng khác nhau và nó có cái lịch sử và có cái lượng chất độc trong người mình nạp vô như thế nào đó. Thì nhóm anh nghĩ là hồi xưa kiểu như ở Việt Nam mình có ăn nhậu rồi ăn quán xá rồi Đau này bụng kia đó thừa. ha, thì khi mà mới thục tháo cà phê mà những thời giai đoạn đầu á, có khi nó đau cái gan kinh khủng luôn á, nó đau như kiểu là nó bị sốc không mà nó còn đau hơn nữa đó. Tức là nó mình thục tháo xong rồi mình thấy rất là thoải mái, nhưng cái gan nó cứ đau, nó đau khoảng có khi nửa ngày có khi một ngày, nó đau cứ âm ỉ vậy đó ha. Thì mình cứ cứ ráng chịu, là mình biết nó đau ở chỗ gan, mà mình đã đọc sách, mình tìm hiểu, mình biết được nó là phản ứng chữa lành khi cái gan của mình nó đang khi mà nó có Kích cái gì thích. lạ vô nó kích thích nó phản ứng trở lại á, thì mình đợi chút xíu nó qua cái đợt đó xong á, khi nào nó hết đau á, khi nào mình thấy mình sẵn sàng trở lại á, thì mình làm thục tháo tiếp, và từ từ thì càng ngày nó sẽ càng hết đau thôi, và sau đó là nó sẽ rất là thoải mái, rất là tốt thôi, và mình thấy rõ cái phản ứng chữa lành mình sẽ chia sẻ ở phần sau ha. Đó là cái phần mà làm ít rồi làm từ từ rồi làm bằng nước rồi này Rồi kia đừng ha. làm khuya quá ha, làm khuya quá Và là bây không ngủ giờ được. anh muốn nói tới cái phần mà nhét nó vô á, cái phần hormone của mình á, tại cái phần này là cái phần mà mọi người sợ nhất ha, pha cà phê thì cũng dễ thôi. Thì mình mới đầu mình nhìn thấy cái ống này nè, nhất là cái ống của Gerson mình thấy nó dài như vậy là thấy là lúc đầu tròn mắt ra, nó chết rồi sao mà nhét nổi. Nhưng mà cái dầu ô liu hoặc là dầu dừa mọi người xài đó, nó rất là tốt ha, mình chỉ cần thấm cái dầu đó cho nó ướt hết cái ống này thôi, và mình cứ thư thông thả mình nhét vô, từ từ nó sẽ vô thôi. Thì một trong những kinh nghiệm mà mình thấy có ích đó, đó là khi mà nhét vô đó, thì mình phải thư giãn, mình phải hít thở sâu ha, hít thở sâu thư giãn, và Cái mình để sợ, càng sợ lại càng mình không càng vô, sợ thì cái cơ của mình đó, nó càng sẽ co càng lại. co lại và mình sẽ không có nhét vô được. Và trong 1 2 tuần đầu mà làm á, thì ví dụ Thúy làm á, thì mình phải giúp cho Thúy đưa vô, khi nào ví dụ mình canh mình thấy mình hỏi Thúy là có thể dễ chịu hay không á, thì mình giúp cho Thúy làm. Mình cũng vậy á, thì mình làm thì Thúy sẽ nhét cái ống vô cho mình, thì thường thường thấy vợ chồng là giúp nhau cái đó không Nhưng à. mà bây giờ tự làm hết. Sau đó khoảng 2 tuần là mình đã có kinh nghiệm rồi, là sau đó mình nằm xuống là mình có thể tự đưa vào một cách rất là dễ dàng và rất là thoải mái, không có đau một chút nào hết trơn á ha. Thì cái Thì dầu đó ô là do liu tâm lý thôi. nói tâm lý thì mình phải thoải mái thư giãn thôi, và lúc đầu rất là quan trọng nha mọi người, nhắc lại là lúc đầu mình phải thở sâu vô, à mình phải co cái chân lên, mình phải Coi nằm nghiêng qua nằm bên bên phải, phải, coi chân lên giống co em cái chân bé lên như vậy. em bé đó, cái đầu gối của mình càng gần cái ngực của mình càng tốt ha, thì khi đó cái tư thế nó sẽ tốt để đưa vô rất là dễ dàng. Lúc đầu thì nhờ người đưa vô, lúc sau mình tự đưa vô. Thì nếu như ba mẹ thì có thể, như ba mẹ mà bệnh thì có thể nhờ con cái làm ha. Thì đó, những bệnh nhân yếu mà nằm một chỗ thì mình có thể nhờ con cái, người thân, gia đình mình làm. Thì điều lưu ý nữa là khi mà nó vào không được hay nó đang đứng như vậy thì mình có thể mở cái van ra. Thì khi cái dây này mà nó có nước vào thì nó sẽ cứng hơn, thì Đúng lúc đó rồi. mình đẩy thì nó sẽ dễ hơn ha. Thì đó. Cũng khó lắm á, có nhiều người cũng khó đẩy, bản thân mình cũng vậy, giống như kiểu trong ruột của mình nó còn những cái phân dư rồi này kia, rồi cái ruột nó tắc nghẽn lâu ngày, rồi có nhiều người bị táo bón rồi này kia nữa. Thành ra là nó rất cũng hơi hơi khó, thì mình cứ Thì thong nếu thả mình đưa vô như thôi. có nhiều người táo bón là do giống như ruột có nhiều polyp Đúng, á, polyp á, mình đúng không rồi. đẩy vô được á. Đúng rồi. Rồi một cái nữa, khi mình đẩy vô như vậy á, thì trên mạng thấy có nhiều người kêu á, là chổng mông lên, nằm ngược xuống hoặc là nằm ngửa ra hay sao đó, nhưng mà theo bác sĩ Gerson là phải nằm nghiêng bên phải mọi người ha, cái đó rất là quan trọng. Những cái phương pháp kia thì chắc là không chính xác theo Gerson đâu. Rồi khi mà ví dụ như trong quá trình chữa lành có thể mình bị đi cầu ra máu hay gì đó, thì những cái lúc đó mình ngưng lại ha, mình đừng có làm, tại vì sợ nó nhiễm trùng, tại vì vết thương nó đang hở ra đó, mình đưa vô thì khi cái này mình rửa rồi mà nó cũng không sạch 100% thì có thể nó nhiễm Cái trùng, này không có tiệt trùng, không cái có này tiệt chỉ cần trùng đâu, sạch mình thôi. chỉ rửa thôi. Thành ra là khi nào mà mình đang bị mấy cái đó đó thì mình đợi cho cái triệu chứng nó qua hết đi, rồi bắt đầu khi nào nó lành lặn rồi bắt đầu mình mới làm trở lại ha. Đó là cái phần khi mà đưa cái này vô, mọi người nhớ luôn ha, Thúy có làm một cái clip chia sẻ đó, khi mà trước khi đưa cái ống vào á thì mình phải xả cho cà phê nó chạy ra đầy ống, tức là nó không còn những cái Không bong còn không bóng khí. không khí ở bên trong nữa. Thường thường mình hay quên lắm, mình để đổ cà phê vô xong mình nguyên cái ống nó còn trống nguyên cái ống như vậy á, nhiều khi nó cũng một 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 đống không khí đó, mình bơm vô thì nó vẫn vô thôi, nhưng mà không khí nó vô trong người mình nó làm cho cái bụng mình nó căng ra, nó khó Nhiều chịu khi hơn. không vô được nữa Đúng tại rồi nó bị bít đó, lại rồi, nếu mà không có hơi nó đâu có vô được đúng đâu. rồi.
Rồi em cũng có nói là buổi sáng thì thường là khó giữ, em anh không có làm buổi sáng nên anh không có biết. Cái kinh nghiệm thứ hai thì muốn chia sẻ đó là Thúy làm một ngày 3 lần. Thì theo Thúy thấy thì buổi sáng là không có giữ được từ 12 10 tới 10 15 12 tới 15 phút. Tại vì buổi sáng á, mình ngủ một đêm qua cái ruột của mình nó thức ăn nó đi xuống á, nó sẽ cái ruột mình nó sẽ đầy hơn nhiều hơn. Nên là mình mới vào mình nằm được chắc cũng phải 1 2 phút mà cảm thấy đau bụng là muốn đi ra ngoài rồi. Như vậy thì nó sẽ rất là uổng cái lượng cà phê này. Thì theo bác sĩ cũng khuyên là mình sẽ thục tháo bằng nước ấm trước khoảng 300ml ha. Rồi nước ấm xong rồi sau đó mình sẽ thục tháo với cà phê này để cho nó thấm vô ruột mà để giữ được lâu hơn. Rồi. Và chút nữa thì sẽ chia sẻ thêm một số kinh nghiệm bác sĩ chia sẻ trong sách mới nhất làm sao ha để giữ được cái lượng cà phê này cho từ 12 tới 15 phút. Thì trong đây có chia sẻ rất là rõ ràng chút nữa. Rồi về cái việc giữ thì anh không biết em làm sao ta, nhưng mà anh là ví dụ như mình cho cô một lít này thì nó tùy bữa ha, có bữa cái ruột mình nó đang trống thì nó sẽ vô nhanh, có bữa nó đang ngấy thì nó sẽ vô chậm hơn. Thường thường nó mất khoảng 5 phút để chạy hết cái ống này đúng không? Từ 5 phút, 3 tới 5 phút là nó hết cái ống này thôi à. Ví dụ mình xài cái xô inox mình không thấy thì mình có thể cầm nó lên để mình có thể mình coi là nó còn nhiều hay ít để mình biết ha. Rất là nhanh thôi, cái thời gian vô rất là nhanh. Nhưng mà nếu mà đang vào cảm thấy đau bụng không có giữ được thì mình cứ đi, mình cứ để đó rồi mình cứ quay lại mình vô hết cái lượng dung dịch này thôi ha. Thì lúc đầu thì không có hết đủ một lít dung dịch này đâu, chắc chắn mọi người sẽ chạy đi trước à. Nên là cứ để đó mình khoảng vô 200-300 thì mình chạy toilet một lần xong mình chạy ra vô 200-300 nữa ha. Thì mình tập làm quen như vậy. Bây giờ thì Thúy cảm thấy việc này rất là dễ dàng. Nhưng mà bây giờ thì Thúy thấy khó khăn nhất là chỉ là vào buổi sáng thôi. Tại vì buổi sáng mình cái ruột của mình nó nhiều phân quá đó thì nó không có giữ lâu được, làm cho mình dễ chạy đó. Một kinh nghiệm anh thấy anh cũng hay làm cái đó, tức là trước khi mình thục tháo thì mình đi vệ sinh trước cho cái bụng mình nó sạch hết cái phần mà trong bụng mình đi rồi bắt đầu mình nhưng thục mà tháo, đối với bạn bệnh nhân ung thư mà một ngày làm 4-5 lần thì đâu có không để có đi thời đi gian đi. Đúng rồi, không có để không đi có được đi nữa ha. Đúng rồi, một phần là cái đó rồi. Mình nó chạy vô hết khoảng 3 tới 5 phút ha, việc chầu chạy xong rồi mình mới bấm thời gian là 10 tới 12 phút đúng không, tức là khi mà cái dung dịch cà phê này vào hết rồi. Thì thường thì Thúy thục tháo thì Thúy để cái đồng hồ kế bên chỗ Thúy nằm đó. Thì hoặc là mọi người có thể dùng cái điện thoại để mà mình set up cái giờ lên từ 12 tới 15 phút ha. Tức là khi dung dịch này hết rồi thì mình mới bắt đầu tính thời gian ha, từ 12 tới 15 đừng phút. Đừng ăn gian nha, đừng có bắt đầu truyền là phải bấm giờ trước là nó không thì có đủ đâu ha. Thì truyền này đã mất khoảng 5 phút rồi, nếu mình bấm giờ thì chỉ còn lại có 7 phút, 8 phút thôi. Không phải là cái gì đâu mọi người, tại vì cà phê thì hữu cơ cũng mắc, công sức mình bỏ vào đó thời gian cũng mắc. Mà mình phải làm đúng thì nó chữa lành mới đúng được, làm không đúng thì nó chữa lành được 50-70% thì nó cũng ổn đi. Tại vì bác sĩ Gerson có nói là lần nữa là tức là 15 phút á, tới 12 tới 15 phút nó mới đủ thời gian để nó đi vô một vòng, mấy vòng trong gan á. Nó kích thích gan và bắt đầu nó kích thích mật để xả ra những cái chất độc ở trong người của mình ra thì nó mới có tác dụng. Còn nếu mà lúc đầu thì không nói, lúc đầu mình chưa quen thì mình mới đưa vô cái mình phải chạy ra liền thì cái đó mình đang tập. Giống như cái ống lâu ngày nó bị tắc nghẽn á thì bắt đầu mình phải làm từ từ nó mới thông từ từ. Nhưng mà mình phải cố gắng hết sức ha. Tức là mọi người có chia sẻ là khi mình đưa vô mình có cảm giác như là mình sắp chịu hết nổi đó. Tức là mình, cái bụng mình nó gò giống như đau bụng muốn đi vệ sinh đó. Mình cảm giác như chịu hết nổi rồi. Nhưng mà mình cố gắng nghĩ tới chuyện khác hoặc là mình cố gắng thư giãn, thở sâu, thở chậm thì vẫn có thể chịu đựng được ha. Khi nào mình thấy mình phải chạy thì bắt đầu khi đó mình chạy ha. Đó. Nhiều lúc cũng có nhiều tai nạn xảy ra ha, có thể ướt quần ướt nhà này nọ nhưng mà chuyện đó bình thường chắc chắn có luôn á, thấy đã xảy ra rồi mình chạy không kịp còn ướt quần ướt áo đó là chuyện bình thường ha, nó là điều phải có rồi. Một kinh nghiệm cho những ai mà trong nhà chỉ có một toilet giống như nhà của mình và có con nhỏ, có người thân ở chung á, thì người ta ví dụ như mình trước khi mình đi thục tháo mình chuẩn bị xong hết là mình phải dặn người nhà của mình là mình đang thục tháo ha, tức là cái toilet đó khoảng 10 phút nữa phải để trống cho mình. Em nghĩ là chắc phải dán cái bảng. Dán cái bảng là đang thục tháo ha, không được sử dụng toilet này quá. Tại vì lúc mình chạy không có kịp thì nó xả ra luôn à. Đúng rồi. Rồi có một điều thí lưu ý nữa là trong sách bác sĩ Gerson cũng lưu ý là trước khi mình làm thục tháo thì để cho cái gan kích thích và cái mật nó thải chất độc ra thì mình có thể ăn một miếng trái cây ha. Mình có một miếng đường nhá thì nó sẽ kích thích gan thải chất độc tốt hơn ha. Và lưu ý là có thể là mình làm trước khi ăn hoặc là sau khi ăn khoảng 1 tiếng ha. Theo cái lộ trình thì bác sĩ đưa ra thì sau khi ăn 1 tiếng
chứ mình đừng có mới ăn xong là mình đi thục tháo thì cái dạ dày mình nó đang làm việc tiêu hóa thức ăn mà mình thục tháo ở dưới thì nó không có tốt ha. Thì sau khi ăn một tiếng, còn ai mà giống như mà làm mà đang ăn, ví dụ như ăn theo thí ăn chay ha, ăn rau củ thì một tiếng có thể tiêu hóa được rồi, mà còn ai mà ăn thịt ăn cá thì Thúy nghĩ là khoảng chắc phải 2 tiếng quá. Thì cái thời gian đó thì nó sẽ tốt hơn. Rồi sẵn em nói tới trái cây, anh cũng nhắc mọi người luôn, tức là cái phần mà lúc đầu mình mới tập á, thì mình có thể làm bằng nước chanh được ha, chanh với nước ấm, nhưng mà chắc chắn đừng, tuyệt đối là đừng làm bằng nước cam nha bác sĩ, bác sĩ dặn mọi cam. Người cứ nghĩ cam với chanh là giống nhau, cũng vitamin C mà không, tại cái nước cam nó có cái lượng đường trong đó, đó khi mà đưa vô á, nó sẽ dễ làm nhiễm trùng hơn, rồi nhiều khi nó có mấy cái tép cam rồi này kia nó nhiều hơn, chanh thì nó tốt hơn ha, đừng có làm cam là theo được. Anthony William nói thôi, còn bác sĩ Gerson thì không có nói chanh. Bác sĩ Gerson thì có nói tới là Phương thục tháo bằng trà hoa cúc. Trà hoa cúc thì dành cho những bệnh nhân nào yếu á, yếu hoặc là cơ thể của mình đang có vấn đề gì đó thì mình, hoặc là lúc đầu mình tập làm quen á, mình có thể thục tháo bằng trà hoa cúc. Thì có thể chia sẻ công thức trà hoa cúc, thì mình sẽ dùng 4 muỗng canh hoa cúc mà còn dạng hoa, dạng búp á, thì không có nói tới cái túi lọc nha. Thì khoảng 4 muỗng canh đó thì mình pha với 1 lít nước ấm, thì mình nấu lên, mình để khoảng đậy lại, mình lửa nhỏ, mình hầm khoảng 5 phút ha. Thì mình dùng như cái dung dịch cà phê bình thường thôi ha, cũng làm giống như vậy thôi. Thì đó. Mua đồ tự nhiên nha mọi người, đừng có mua mấy thì cái đồ cơ, phải là hoa cúc hữu cơ công nghiệp như kiểu trà Lipton hay là gì đó. Nó toàn là hương liệu đồ này kia không, mà nó vô nó làm nó đẩy thêm chất độc con người thì của mình nữa. Mình phải dùng cái hoa búp á, chứ đừng có dùng túi lọc, thì nhiều khi nó có cái gì đó mình không biết. Dùng trà hoa cúc á, chamomile thì nó sẽ cái phản ứng nó sẽ nhẹ hơn, nó sẽ đỡ, nó làm dịu cơ thể của mình. Tại vì thường thì trong phương pháp Gerson thì Thúy cũng hay uống trà hoa cúc ha, trà hoa cúc với lại trà bạc hà đó, Thúy cũng hay uống để làm cho cái tinh thần mình nó dịu xuống á, cái hệ thần kinh này nọ nó tốt hơn. Ý anh là nó dịu hơn so với làm cà phê. Đúng rồi, cà phê thì cà phê thích. Vô nó mạnh lắm, nó đúng sẽ rồi. Nhiều khi cái phản ứng cơ thể mình nó phản ứng trở lại là nó sẽ mạnh đó. Nhiều người nếu mà có chất độc nhiều quá hoặc là đang ở tình trạng đặc biệt á, có thể sẽ hơi sốc á, thành ra một lần nữa làm loãng rồi bắt đầu lên từ từ. Giống như mình thục tháo một tuần cũng 4-5 lần, có khi là mỗi ngày luôn, trong vòng 2-3 tuần liên tục á, mà cái lượng cà phê mà mình làm nó chắc chắn nó sẽ không bằng của Thúy, mình làm ít hơn loãng hơn nhiều ha. Đó, mọi người lưu ý cái đó. Rồi cái một ít cái thông tin để động viên mọi người ha, tức là khi mà nghe tới thục tháo cà phê ai cũng sợ hết trơn, nhưng mà chỉ cần mình vượt qua được cái nỗi sợ cũng như là cái tâm lý ban đầu của mình, tức là lúc đầu em nghĩ chắc cũng phải 1-2 tháng để mà làm quen á, nếu như mà mọi người mà chưa có qua thục tháo nước ấm trước á, thì chắc là đối với cà phê chắc phải cần tới khoảng ít nhất là 1 tháng á. Tại vì mình vô là mình nghỉ vài bữa rồi mình vô lại nữa. Mình cứ tập như vậy và tăng cái lượng từ từ lên. Giống tập thể dục vậy đó, cho cơ thể mình, cái cơ của mình nó phản ứng từ từ. Rồi. Giống trong gia đình của em cũng có mấy người ha. Đúng rồi, thì theo cái tâm lý bình thường thì lúc đầu ai nghe cũng sợ hết. Nhưng mà Thúy cũng đã thuyết phục được người nhà của mình. Thì hiện thì Thúy đang ở Úc ha, thì gia đình của Thúy, ba của Thúy, anh chị em gia đình đó, thì Thúy gọi điện về, Thúy nói những cái lợi ích của thục tháo như vậy. Và ba Thúy thì cũng là giống như bị cái vấn đề là polyp đại tràng đó, thì Thúy cũng nói ba là có cái chất độc nhiều đó cần phải thải ra. Ba làm đi, cái lúc đầu ba nói thôi nghe ghê quá, thôi không có làm đâu. Nhưng mà Thúy đã mua dụng cụ dùng về cho chị của Thúy nè, rồi mua về cho ba của Thúy sử dụng. Thì ba nói trời đã quá, biết vậy là làm từ trước rồi ha. Thì cái tâm lý của mình lúc đầu ai cũng vậy hết đúng không, nghe thấy nói ghê quá hay là phải đi vô bệnh viện làm nó mới được, không cần ha, không có cần, mình có thể hoàn toàn tự làm được. Ba của Thúy cũng lớn tuổi rồi, cũng tự làm, ba năm nay 60+ tuổi rồi. Chị dâu Thúy nè, anh ruột của Thúy cũng đã làm rồi, và ai sau khi làm xong thì ai cũng nói là rất là thoải mái ha, rất là đã. Lúc đầu thì ai cũng lắc đầu hết trơn. Chắc là đã uống cà phê. Đã uống cà phê đó. Bác sĩ Gerson trong sách có hay nói giỡn là cái này là uống cà phê úp ngược. Cà phê úp ngược. Tại vì cái túi nó treo nó úp ngược lên vậy ha, để mình... Nhưng mà mọi người yên tâm là nó không phải như nghiện giống như cà phê mình uống đâu không ha. Đối với tất cả hàng ngàn bệnh nhân theo phương pháp của Gerson, rồi sau khi bệnh thì họ cũng nghỉ, họ đâu có làm nữa đâu, họ cũng đâu có phải vật vã phải làm mới được đâu ha. Đúng rồi. Okay. Và khi mà lưu ý là mình có nhiều người nói là như vậy mình thục tháo hoài như vậy thì cái nhu động ruột của mình, cái phản ứng tự nhiên mà để đi cầu của mình nó có bị mất hay không
ha. Thì trong cuốn sách nó có chia sẻ thì không có nha mọi người, nếu mà mình ngừng thuộc tháo thì mình cái phản ứng đi cầu của mình trở lại bình thường nha, nó không có lo sợ là à mình bị lệ thuộc vô cái việc thuộc tháo này. Thậm chí nó còn ngược lại, tức là khi mà mình thuộc tháo rồi thì cái hệ thống tiêu hóa với lại của mình nó trơn tru, mà mình sẽ không có gặp cái vấn đề như là táo bón hay là kiết lỵ hay này kia mọi thứ, tức là khi đó nó làm mới nguyên cái hệ thống tiêu hóa của mình luôn, rất là tốt ha. Nhất là kết hợp thêm với ăn uống mà thuần chay với lại ăn uống lành mạnh nữa, thì khi đó mình sẽ cảm thấy cái cơ thể mình nó là hoàn toàn mới. Chia sẻ với mọi người luôn á, là cái đường ruột của mình từ nhỏ đến lớn là lúc nào cũng có vấn đề. Mình nghĩ là mình bị thiếu men tiêu hóa đó. Hồi xưa ở Việt Nam cứ uống men tiêu hóa mà nó cũng chẳng có tác dụng gì hết trơn á. Coi như một tuần là phải tiêu chảy chắc cũng phải mấy ngày á, kiểu vậy. Thì ông xã thấy cũng đã bị cắt ruột thừa rồi. Cắt ruột thừa luôn. Tức là hệ tiêu hóa gặp vấn đề rất nhiều. Vấn đề lắm. Ở Việt Nam cứ ăn về là bị chảy tào tháo với ruột. Ăn về gần như chắc chắn là bị tiêu chảy luôn. Thành ra mà ở Việt Nam là cứ ăn ngoài đường không à, thành ra coi như gần như là lần ngày nào cũng có tiêu chảy luôn á. Coi chuyện nó chỉ hàng ngày luôn. Sau khi làm ăn uống lành mạnh và thuộc tháo xong rồi thì bây giờ cái việc mà tiêu hóa của mình coi như là tốt, chưa từng thấy nữa. Chưa từng có, tức là chưa từng có trước giờ, từ ba mấy năm là nhờ em nha. Cho dù là ăn uống như thế nào, tất nhiên là không ăn ngoài nhiều như hồi xưa ha, thậm chí không ăn ngoài luôn á, mà hồi xưa ví dụ như mình chỉ cần thỉnh thoảng lâu lâu mà uống có chút sữa nữa là chắc chắn là tiêu chảy ngay lập tức luôn á. Rồi nước dừa, ví dụ như chè hay là cái món ăn gì có nước dừa, nước là mình dừa. Mình ăn vô á là biết chắc chắn là mình sẽ đau bụng, mà bây giờ là không bao giờ bị mấy cái đó hết trơn. Đi ăn tiệc về nước dừa hay gì bây giờ là thoải mái luôn, tại vì nó đã tái tạo lại cái hệ thống tiêu hóa cho cơ thể của mình rất là tốt, đó là cái nhân chứng của mình có thể làm chứng cái đó. Rồi phản điện ở đây thì cũng nãy thì cũng quên á ha, thì khi mình thuộc tháo cà phê á, bác sĩ Gerson có nói á, thì một ngày đối với một người bình thường á, mình một ngày thuộc tháo cà phê thì mình phải uống 3 ly nước ép ha. 3 ly nước ép thì trong lúc Thúy thải độc thì Thúy cũng ép chung cho ông xã uống luôn á. Thì có nhiều người nói là thuộc tháo cà phê mình uống kombucha hoặc kefir hoặc là men tiêu hóa gì đó, thì theo cái sách của phương pháp Gerson, đối với bệnh nhân ung thư là không được sử dụng đường, không được sử dụng trà, mà trong cái kombucha đó thì nó làm từ đường và từ trà đen hoặc là trà xanh. Thì nó có lượng caffeine, nó nói chung là cái đó thì không tốt. Thì chắc chắn là mình không thể nào mà uống kombucha sau khi mà mình thuộc tháo cà phê ha. Thì tại vì trong rau xanh, trong nước ép cà rốt nó có enzyme, nó có khoáng chất, nó tại vì khi thuộc tháo ra chắc chắn mình sẽ bị mất cái khoáng chất ha, mất cái những vi khuẩn có lợi, hoặc là nó đi ra nhưng mà nó thực ra nó cũng trôi đi những cái khoáng chất, những cái vi khuẩn tốt của mình đó, thì mình sẽ uống nước ép để bù lại cái lượng mà mình bị mất đi. Như vậy theo cái tỷ lệ là một lần thuộc tháo như vậy mình sẽ uống 3 ly nước ép ha. Cố gắng đối với Thúy thì Thúy sẽ thuộc tháo 3 lần và Thúy uống 9 ly nước ép, thì chưa kể cái ly nước cam ha. Như vậy một ngày Thúy sẽ uống 10 ly đó, theo cái tỷ lệ như vậy nha mọi người. Tức là mình đừng có thuộc tháo mà không uống nước ép. Ví dụ 1-2 ngày thì cũng được, nhưng mà đừng nhưng mà có để cái đó. Nếu mà để lâu quá thì cơ thể của mình nó sẽ mất chất á, có nhiều tại vì, người á. Yeah, bản thân mình sẽ thấy nó có vấn đề mất chất á. Tại vì có nhiều người chia sẻ là thuộc tháo một thời gian dài á, cái mình sẽ bị rụng tóc nè, rồi mình bị yếu cơ thể của mình, móng tay móng chân gì đó. Gặp nảy sinh một số vấn đề á ha. Rồi ở đây có còn câu hỏi gì nữa anh? Mình trước khi mình nói tới sách của bác sĩ Gerson, mình nói tới cái kinh nghiệm của mình trước đi. Giống như mấy lần mà em ăn uống rồi này kia đó, mà ví dụ cái đó mình thấy rõ luôn, mình chia sẻ cho mọi người để mọi người biết cái kinh nghiệm của mình. Ví dụ như phản ứng chữa lành nè. Thì phản ứng chữa lành của Thúy thì kinh nghiệm bản thân sau khi hơn 7 tháng qua cái thuộc tháo bằng phương pháp của Gerson như thế nào, thì Thúy muốn chia sẻ với mọi người để cho các bệnh nhân ung thư mình có cái tâm lý chuẩn bị ha. Thì mình thấy thì mình sẽ không sợ và mình không từ bỏ nha. Thì đầu tiên thì Thúy thuộc tháo cà phê á, thì mình sẽ bị nổi những cái mụn ha, thứ nhất là mụn. Tại vì chất độc nó ra mà, mình phải tâm lý mình biết là chất độc nó ra ha. Mụn và một lẹo trên mắt nè, rồi trong miệng mình mà bị nhiệt miệng nữa, ăn uống gặp khó khăn lắm. Và đối với Thúy là bệnh nhân ung thư mà đã hóa trị rồi, thì cái lượng chất độc trong cơ thể của Thúy nó còn trong các tế bào á, nó bị thải ra, thì nó trong bác sĩ cũng có nói thì nó sẽ làm cho mình cảm giác giống như là mình đang vào hóa chất á, đúng rồi, đang truyền hóa trị á. Thì
thì Thúy đúng như vậy luôn á. Thúy bị tê tay nè, bị rụng lông mi nè, rụng lông mắt của mình nó rụng, lông mi lông mày, rồi tóc mình cũng rụng nữa, và cái cảm giác là mình bị đỏ hai cái lỗ tai như vậy, tại vì chất độc nó ra quá, nó đỏ bừng lên luôn. Mình phải đi thục tháo thì nó mới tất cả cái cảm giác đó nó sẽ biến mất ha. Ví dụ như nóng trong người, đỏ ngứa, mà tới giờ thục tháo mà không thục tháo, chất độc nó ra là mình rất là khó chịu. Nhưng mà khi mình thục tháo xong rồi, trời, hoàn toàn nó biến mất ngay lập tức luôn, biến mất ngay lập tức luôn á. Tại vì chất độc hóa chất của Thúy, Thúy đã vô truyền 16 lần hóa chất rồi, thì bảo đảm cái chất độc nó vẫn tích tụ trong các mô và các tế bào của mọi người. Nên là đối với những ai hóa trị rồi mà không thải độc ra như vậy thì vẫn còn nằm trong đó, cái khả năng tái đi tái lại cũng rất là cao, và cái chất độc nằm do hóa trị chứ do chất độc. Thì khi đó nhiều người nói là chết vì hóa chất chứ không chết vì ung thư đâu. Ha, anh nói chút xíu, tức là cái này rất là lạ, mọi người nghe suy nghĩ thử ha. Tức là Thúy truyền hóa chất lúc đầu thì chắc chắn là bị có triệu chứng như tất cả mọi người truyền hóa chất rồi ha. Tức là khi mà Thúy vô nhà vệ sinh mình đi tiểu hay gì, hoặc là mình tới gần á, mình nghe được cái mùi hóa chất nó rõ ra luôn. Thì sau khi Thúy làm hóa chất xong kết thúc á, thì khoảng mấy tuần hay là một tháng sau á, là coi như cái mùi đó nó không còn nữa, lại nghe được cái mùi cơ thể bình thường, không có nghe mùi hóa chất nữa ha, tới gần là không có nghe nữa. Nhưng mà khi làm thục tháo cà phê á, mà làm tới những cái đợt chữa lành rồi này kia, và nó qua thời gian như vậy á, thì thỉnh thoảng lại nghe có mùi hóa chất đó trở lại. Thì ở đâu mình phải suy nghĩ, tại vì hóa chất đó nó nằm sâu ở trong ở bên mình rồi. Thì cái việc thục tháo cà phê á, nó giúp cho lấy từ trong cái tế bào nó ra, nó lấy những chất độc nó ra, nó đẩy ra ngoài trong quá trình đó, thì có thể là ra tuyến mồ hôi này, mình thục tháo nó ra được á, mình nghe được cái mùi hóa chất luôn. Giống như Đung đang trong lúc trong lúc mà truyền hóa trị vậy đó ha. Trong lúc hóa trị thì rõ ràng Thí đi tiểu hoặc là đi cầu ra cái mùi hóa chất luôn á. Thì bây giờ lúc mà Thí thục tháo thì Thí vẫn nghe lại cái mùi đó, thỉnh thoảng thôi, lâu lâu có một đợt mấy nó ngày, không có nặng mùi giống như vậy, nhưng mà chắc chắn là mình có đó ha. Đó, rõ ràng là ở đâu ra, vậy là chất độc đó trong cơ thể mình nó vẫn có. Tại Thúy bây giờ là ăn uống rất là lành mạnh rồi, chỉ có hữu cơ và ăn chay, thuần chay sống luôn, thành ra là những chất độc đó chỉ có là hồi xưa thôi. Và những cái thứ hồi xưa Thúy hay gặp giống như kiểu bị mụn lẹo nè, bị nhiệt miệng nè, rồi bị nổi mụn này mụn kia trên người đó, rồi bị mụn cóc em hả, bây giờ nó lại ra, và nó ra xong nó tự hết luôn. Tức là nó đang đẩy trong cơ thể, từ bên sâu bên trong tế bào của mình, nó đẩy ra và nó tự chữa lành luôn. Thành ra mọi người thấy là đó là một cái dòng cảnh nhân chứng, một cái thể hiện được là có cái triệu chứng chữa lành, nó những phản ứng chữa lành nó có rất là nhiều ha. Cái phản ứng chữa lành cuối cùng mà nặng nhất là em bị ngứa cổ ngay đây mấy tháng trời luôn, thì bị khoảng 2 tháng luôn á. Thì lúc đó thì nó bị ngứa đây nổi rất là lớn luôn, khoảng một cái bắp tay của mình vậy nè đó, bàn tay của mình, và nó chảy máu rướm máu luôn, mà ngứa nó nổi mà không ngủ được luôn, tới 2-3 giờ đêm mà Thúy thức dậy để mà Thúy sức nước muối vào cho nó bớt ngứa đó, hoặc là sức nha đam vào cho nó bớt ngứa đó. Thì đó là cái phản ứng mạnh nhất ha, mạnh nhất. Bác sĩ cũng nói là trong vòng 6 tháng hoặc 7 tháng thì cái hóa chất nó mới ra hết được đó. Thì lúc đó thì không có ngủ được, và lúc đó tâm lý mình cũng xuống luôn á, suy sụp luôn, mà mình bị sụt cân luôn á, nhịn mình ăn uống cũng khó khăn nữa. Nhưng mà khi mà vượt qua được cái mốc đó rồi thì cơ thể của mình sẽ cảm thấy rất là khỏe mạnh ha. Rất là cần nha mọi người, tức là mình phải lắng nghe cơ thể của mình. Mình đã đọc sách, mình nghiên cứu, mình biết cái phương pháp này rồi, thì lúc mà mình làm á, mình phải biết là cái việc mà mình thục tháo cà phê và uống nước ép á, nó sẽ dẫn tới những phản ứng chữa lành đó. Thì mình phải rất là hiểu biết và rất là kiên trì. Nếu khi mà mình thấy những cái đó, mình sẽ ok, mình hiểu được là cái này là do cơ thể tôi đang thải độc. Thì thật ra nó là tin tốt lành, nó là cái điều tốt chứ không phải là cái gì xấu xa. Có nhiều người sẽ sợ là khi bị cái này bị kia, nó chắc là do thục tháo thôi, ngừng thục tháo không làm nữa. Thì khi đó nó sẽ dừng cái quá trình chữa lành của cơ thể lại, giống kiểu nó đang xả ra hết chất độc mà nó bị ngưng lại, chất độc nó lại chạy ngược vô cơ thể của mình. Như vậy thì nó không tốt. Thấy những dấu hiệu đó mà mình sẽ mừng đúng không? Phải mừng. Và tùy theo cơ thể mỗi người ha, những cái chất độc khác nhau, và tùy theo cái quá khứ mọi người để ý ha. Nếu mà làm cung cấp cơ sình á, mình để ý quá khứ của mình bị cái bệnh gì đó thì mình chắc chắn bây giờ mình sẽ bị bệnh lại đó lại. Ví dụ mình đau khớp, đau nhức. Thì riêng Thúy á, thì Thúy bị ngứa cổ, là hồi xưa Thúy hay bị ngứa như vậy, và Thúy sức cái thuốc là Nizoran Cream ở Việt Nam á. Hồi xưa Thúy mua hay mua đó, Thúy sức và nó lặn đi, nhưng mà sau này cứ
cứ lâu lâu nó lại nổi lên lại, và bây giờ Thúy thuộc tháo nó ra một đống luôn đó, giống như là cái nấm vi khuẩn này nọ nó ra đó ha. Thì như vậy tùy theo mỗi người có tiền sử bệnh khác nhau, khi mình thuộc tháo thì những cái chất độc đó, những cái bệnh cũ của mình bây giờ nó lại nổi lại, nó bùng lại, và khi nó bùng lại và nó ra hết thì chắc chắn sau này mình sẽ không có bị bệnh đó nữa ha. Giống như một cái đợt nó nổi lên rồi ra là cái mụn, giống như cái mụn mình phải cho nó ra đi chứ không có đè nó xuống lại, sau này nó lại nổi lên giống như vậy á ha. Thì đối với Thúy thì Thúy cảm giác thấy rõ ràng cái triệu chứng đó, Thúy bị ngứa cổ như vậy và bây giờ thì mình đã hết rồi thì mình cảm thấy rất là vui ha. Và nó hết hẳn đó. Tại vì như hồi xưa bị cái gì mà sứt kem vô thì nó chỉ chữa lúc đó thôi, và cái nguyên nhân gốc á, cái con virus hay là cái gì chứng thôi, chứ nó không còn nằm sâu trong cơ thể của mình á, thì chỉ có cái phương pháp này, kiểu này chữa lành tự nhiên tận gốc như vậy á, thì nó mới chữa lành tận gốc cái đó và sau này nó sẽ không có bị lại nữa, tại vì nó đã hết hẳn rồi, chứ nếu không thì nó cứ bị hoài. Rồi bây giờ Thúy sẽ chia sẻ cái phần này là phần nằm trong sách mới nhất của bác sĩ trong viện Wilson ha. Trong đây nó có nói là tôi không thể nào mà giữ được cái cà phê trong người được từ 12 tới 15 phút như vậy, phải làm sao? Thì trong sách này có liệt kê khoảng mười mấy cái ha, thì sẽ nhờ ông xã chia sẻ với mọi người nha. Rồi, cái này nó dài quá nên mình dịch sơ sơ cho mọi người nắm nha. Rồi cái phần câu hỏi nè. Cái này là câu hỏi chuyên về cái việc chủ cái câu hỏi mà mọi người hay gặp nhất là giữ không được cà phê đủ cho cái lượng mà cái thời gian bác sĩ khuyên á, thì mình có thể làm những cách nào, thì đây là sách chính thức của Gerson người ta khuyên như vậy nè. Cái bước đầu tiên á, là phải tìm hiểu hay là đọc trở lại cái quá trình làm Gerson theo cái sách của Gerson để chắc chắn là mình đã làm đúng rồi. Nhiều khi mình làm cái gì đó sai chưa đúng thành ra mình mới không giữ được, đó là cái bước đầu tiên mà phải làm ha. Người Tây thì họ suy nghĩ kiểu đó, quay trở lại coi mình làm đúng chưa. Cái cách thứ hai á là để cho cái xô của mình á, ở trên cái bàn hoặc là cái đôn gì đó mà nó chỉ khoảng 45cm thôi, đừng có để cao quá. Tại vì khi để cao quá thì nước nó sẽ chạy xuống mạnh và nó nhanh. Thì khi nó nhanh quá thì nó làm cho mình vô không có kịp, nó bị quặn lại, nó bị dính trong đó ha. Thì nó không có tốt. Cái thứ ba á là kiểm tra nhiệt độ của cà phê hay là nước mà mình dùng để thục tháo. Nếu mà nó nóng quá hoặc lạnh quá thì nó cũng sẽ làm cho khó khăn luôn, khó khăn để cho mình giữ. Ví dụ chắc chắn nóng quá thì nó sẽ khó giữ rồi, tại vì khoảng 37 độ thôi giống bị phỏng á. Thì đó, nóng cái quá đó. Thì có bình thường có em hay làm ở cỡ 39 40 độ là mình cảm thấy chịu không nổi rồi, nó khác liền một độ là thấy khác liền à. Đúng rồi, hoặc là nếu mà lạnh quá cái tại nhiệt độ cơ thể của mình nó vô nó phản ứng lại nó không giữ được nữa, cái đó cũng quan trọng ha. Rồi tiếp theo cái bước thứ tư như nãy mình có nói á, tức là đưa kéo cái đầu gối của mình lên sát cái ngực của mình giống như tư thế của em bé sơ sinh đó ha. Đó, em bé trong bụng mẹ chúng mình, đúng rồi, thì khi đó nó sẽ giúp cho mình giữ được lâu hơn, tại nó đúng tư thế nó sẽ vô sâu giữ được lâu hơn. Rồi họ nói là cái việc mà giữ không được lâu thường thường là do vấn đề là cho trong cái bụng của mình nó có ga nhiều, ga là giống là cái khí giống kiểu mình hay xì hơi rồi kia đó, hoặc là phân thừa. Mà nó khi lâu ngày nó đóng lại ở trong cái đường ruột của mình đó mọi người, tức là nhất là mình ăn uống mà ăn thịt cá rồi này kia nhiều rồi tiệc tùng rồi này nọ đó, ăn những bữa ăn rất là nhiều chất đạm rồi thì nó không tiêu hóa được đó. Thì nó cứ nằm ở trong thành ruột của mình ở cái phần đại tràng đó, nó cứ nằm cứng trong đó đó ha, thành ra là nó rất là khó, nó phải từ từ nó mới bung ra trở lại, giống như kiểu một cái ống mà nó bị ống nước mà nó bị dơ trong đó đó ha, và từ từ nó mới ra được. Lúc đầu nó khó thì không sao, đừng có mất kiên nhẫn. Rồi thì bác sĩ nói là trong trường hợp này á thì cố gắng làm cái 16 ounce là nhiêu anh không nhớ nữa, khoảng nửa lít ha. Làm nửa lít của nước nước distill là nước nước cất trước ở nhiệt độ cơ thể là 37 độ ha, làm cái đó trước để cho cái ruột của mình nó trơn tru đi đã, giữ cái nước này trong vòng 5 phút rồi đi xả ra, rồi sau đó mới làm cà phê. Tức là làm hai lần liên tục, lần đầu là làm nước, lần sau là làm cà phê. Đó thì đó là một cách nữa để làm ha. Rồi cách thứ sau này nữa thì nó nghe nó có vẻ hơi lạ, là nhất là với cái xô của viện Gerson khuyên á, thì cái xô này nó không có cái chuyện mà chống trào ngược hay là gì hết trơn, nó là cái ống rất là bình thường thôi. Ví dụ mình đang đưa vô như vậy
mình thấy nó, mình thấy mình nằm chờ mấy phút mà cái lượng nước nó không có đi xuống, nó vẫn nằm yên một chỗ. Có khi nó xảy ra như vậy tại nó đang tắc nghẽn ở trong á, nó không có đi xuống. Thì khi đó bác sĩ mới nói là bắt đầu khi đó mình vẫn cái ống cái đầu này thì vẫn để trong cơ thể của mình ha, cái này thì mình hạ xuống, mình hạ xuống thấp hơn chút xíu cho tới khi nào nó đi ngược trở lại và nó đẩy, nó hút cái khí trong cái bụng của mình, nó đi ngược trở lại vào cái xô, nó sủi bọt ở trong này. Mình thấy nó sủi bọt lên trong để nó rút cái khí ra, sau đó mình lại đưa cái xô lên lại vị trí cũ, thì khi đó nó lại đẩy nước vô, thì khi đó nó sẽ chảy vô trở lại. Giống kiểu nó bị tắc nghẽn thì mình hút ngược trở lại xong mình thả nó vô á, thì về cái cách này thì mình không có hút. Cái này em không thấy, em không bị. Có chứ, anh thấy lâu lâu nó có bong bóng xịt ở trong đó. Nhất là xài cái xô này nè, cái xô kiểu kia thì nó không có, xô kiểu kia nó chống trào ngược rồi. Đó là cách tiếp theo. Cách nữa đó rất là quan trọng, đó là thư giãn và thở, thở sâu, thở đều ha, nó sẽ giúp cho mình giữ được lâu hơn. Rồi nếu mà trong quá trình mà giữ cà phê trong cơ thể của mình á, nếu mà cảm thấy co thắt hoặc là quặn đau ruột á, thì ngừng lại. Trong quá trình mà đưa cà phê vô á, thì ngừng lại, bấm cái van để cho nó ngừng lại, thở sâu. Khi nào cái cơn đau nó qua rồi, giống như kiểu cơn đau bụng á, mọi người nó đau nó qua rồi á, thì bắt đầu lại truyền tiếp vô. Chứ đừng có để là đang đau mà vẫn cứ chịu đấm ăn xôi, cứ đẩy nó vô thì nó sẽ không, nó làm cái cho mình khó chịu. Cái này thì cũng có kinh nghiệm là khi thấy đau quá thì thấy sẽ khóa lại và mình hít thở 3 hơi ha. 2-3 hơi là mình cảm giác là cái cơn đau nó đi qua luôn, hít sâu vô thở ra bằng miệng ha. Đúng rồi. Thở từ từ bằng miệng. Rất là tốt ha, làm mình bình tĩnh trở lại và nó qua cái cơn nó đi. Một cách nữa là làm một nửa lượng cà phê thôi, làm trước nửa thôi, tức là cũng lấy một lít nhưng mà làm nửa lít thôi, xong rồi xả ra, xong rồi bắt đầu mới quay trở lại và làm phần còn lại. Bác sĩ không có nói rõ là làm nửa lít xong rồi có chờ, anh nghĩ là có chờ ha, để không chờ thì nó uổng cái cà phê đi. Chắc là vẫn có chờ đó, chờ tới khi nào mình chịu hết nổi, mình đi, mình vô toilet, mình xả ra, xong mình vô mình làm phần còn lại, mình làm tiếp cho nó hết, cho nó đủ lượng một lít của cà phê. Rồi cách nữa là mình đưa cho thêm cái hỗn hợp potassium á, là tức là trong cái bộ mà thuốc của Gerson nó có cái hũ potassium kali mà để mình pha ra cái chai mình uống vô trong nước ép á ha, thì mình có thể pha vô nước cà phê, thì khi đó pha như vậy nó sẽ giúp cho các tác dụng như vậy, nó sẽ giúp cho giảm co thắt và giảm giống kiểu giảm bị chuột rút á. Tức là khi nào có thể cái đường ruột mình cũng có thể bị chuột rút mọi người ha, giống như kiểu cái cơ của mình nó cũng có bị ở trong cái lúc đó mình đau. Thì đó, thành ra là pha cái này vô sẽ giúp cho giảm được cái đó. Bao nhiêu? Cái liều của nó là 2 muỗng canh cho một cái 2 muỗng canh bột. 2 muỗng canh bột potassium. Không, anh nghĩ 2 muỗng canh này là 2 muỗng canh pha rồi á. 2 muỗng canh bột thì quá nhiều. 2 muỗng canh mà cái dung dịch mình cái pha cái dung dịch mà kali mà thấy pha ra mà thấy bảo quản tủ lạnh, mình chế vô mỗi lần mình uống nước ép á, mình chế vô 2 muỗng cà phê đó. Thì đây cũng dùng 2 muỗng cà phê. 2 muỗng canh. Canh. Table spoon là 2 muỗng canh, vậy nó nhiều hơn. Một lít cà phê thuộc tháo là mình bỏ 2 muỗng canh cho mọi người ha. Và bác sĩ dặn là làm 1-2 ngày thôi cho tình hình nó cải thiện, sau đó ngừng. Đừng có dùng liên tục nha. Dùng liên tục nó có chắc là lâu dài nó cái có tác hại gì đó. Rồi, cái đó là cái mình có thể áp dụng được đó. Potassium thì có sẵn rồi, mình pha mình uống Gerson thì mình chỉ đổ cho đây thêm thôi ha. Rồi, bác sĩ cũng có nói ở đây nè, cái là cái lần thục tháo đầu tiên trong ngày á, tức là của Thúy là buổi sáng đó ha, thì có thể là khó khăn. Thì cái lần đầu tiên này á, có thể là thử bằng trà hoa cúc. Thục tháo bằng trà hoa cúc giữ 5 phút, rồi sau đó thì làm thục tháo cà phê. Tức là làm hai lần, lần đầu là bằng trà hoa cúc, giữ 5 phút thôi, không cần giữ lâu. Tại cà phê thì mới cần giữ lâu như vậy để cho nó đi vô cơ thể, nó làm kích thích gan. Còn nếu mà những cái thứ khác thì có thể giữ ít hơn ha. Thì lần đầu là trà hoa cúc, sau đó là làm một lần cà phê đầy đủ luôn. Thì khi đó nó sẽ giúp cho cái buổi sáng. Bữa nào anh thử đi, nói cho mọi người biết. Rồi. Trà hoa cúc thì thấy hay uống lắm mà thấy chưa có thử thuộc tháo. Tại vì mình cũng sáng thì hay, nếu mà thấy không giữ được thì thấy cũng pha bằng nước ấm thôi. Làm khoảng 300-500ml nước ấm sau rồi xong đó thấy mới thuộc tháo cà phê. Nhưng mà sau này thì thấy giữ được nên là thấy cứ làm bình thường thôi. Rồi cách tiếp theo là dùng ít cà phê hơn, tức là loãng hơn, pha loãng hơn, tức là thay vì như cái liều đầy đủ của mình hay làm á, thì mình làm một nửa liều thôi và cái lượng còn lại thì mình thay vô bằng trà hoa cúc. Okay. Tức là mình thêm trà hoa cúc trộn chung với cà phê luôn á ha. Tức là mình mix nó lại với nhau luôn á, là để cho nó nhẹ đi bớt á, để cho nó sẽ giúp cho mình dễ giữ hơn. Rồi cái cách thứ gần cuối nữa là để một cái bình nước ấm, tức là cái bình trường bụng á, nước ấm á ha, để trên bụng
để cho nó giúp cho cái cơ bụng của mình nó thư giãn và nó không có bị gò nhiều. Tại nó gò nó sẽ giúp nó làm cho mình muốn đi toilet ha, mình không có giữ được. Rồi để cái ngón tay cái ha. Ừ đúng rồi, giống vậy ha, để ngón tay cái và để vô cái bấm lại. Không, người ta nói là ngón nhẫn nha, tức là vậy nè. À quên, cái đó là ngón nhẫn, đúng không? Ngón trỏ là để vô vậy, giống như ok vậy đó ha, giống vậy đó. Giống như cái dấu hiệu của ok, I'm ok á, thì giống như trên cái đầu, mỗi cái đầu của mình nó sẽ có dây thần kinh. Thì hai cái này thì nó sẽ kích thích cái dây thần kinh hậu môn của mình, không có bị xả ra thì nó sẽ giữ lại ha. Khi mình đau bụng quá mình bấm như vậy. Thì nó sẽ giúp mình thì giữ dấu lại. Hiệu của ok đó ha, thì bấm như vậy. Thì bác sĩ có khuyên đó. Bấm, tức là khi mình đau bụng mà quặn quá mình chịu không nổi thì mình bấm thử vô vậy. Thử bấm hai tay vậy đi. Thì mình thì nó... khi bấm tới khi nào cái cơn đó nó qua thì thôi không bấm nữa ha. Cái này giống bấm huyệt ở trong cuốn sách đúng này rồi, đọc. Tại vì trên mỗi đầu ngón tay của mình nó có dây thần kinh liên hệ với những bộ phận cơ thể của mình đó. Cái này để gì? Cái này hả? Cái này phức tạp quá mà nó cũng không liên quan tới mình. Tức là nó đang nói về một cái phương pháp thục tháo cà phê khác đó, mà thục tháo giống như kiểu thục tháo cà phê sâu ở trong đại tràng sâu á, tức là thay vì đưa ở trong ngoài như kiểu Gerson á thì có một cái phương pháp mà là thục rửa. Thục rửa đó, không phải dùng cà phê. Đúng rồi. Tức là bác sĩ Gerson nói phân biệt thì cái này thì đã mọi người, nếu mà người nghe cái phần dịch thục tháo cà phê rồi thì cái phương pháp cà phê này nó khác với việc thục rửa đại tràng nha. Tại vì đại thục rửa đại tràng nó sẽ đưa sâu vào cái lượng nước rất là nhiều, có khi tới 5 lít, 7 lít luôn á. Thì cái đó thì mình không có sử dụng đến, và ở này mình chỉ thục tháo 1 lít vào nước dung dịch cà phê thôi. Thì với tác dụng của nó là kích thích cái gan của mình, chứ nó không phải rửa ruột. Rửa ruột. Còn cái kia là cái phương pháp mà thục tháo mà đưa tới từ 5 lít tới 7 lít nước ấm vào cơ thể của mình, vào đi sâu á. Đó là đi ra cái liền đúng không? Nó xúc. Xong rồi đi ra, rất là xúc ruột á. Xúc. Thì những cái này là phải có, giống như trong sách của Norman Walker cũng có nói ha, thì muốn làm cái này phải có chuyên gia hiểu những cái kiến thức về đường ruột này nọ, người ta xúc ruột cho mình rồi. Nó gọi là xúc ruột luôn á, xúc đại tràng. Đây này anh đọc rồi nè, nãy giờ em nói anh đọc nãy nó hơi rối. Rồi. Tức là bác sĩ nói cái câu hỏi là tại sao mà cái phần xúc ruột nó không có phải là một phần của liệu pháp Gerson. Thì ở đây người ta mới nói là hai cái đó nó khác nhau, bác sĩ nói là hai cái đó nó khác nhau. Cái xúc ruột á là mục đích là để cho nó rửa cái đại tràng chứ của nó mình, không kích thích gan. Xúc rửa cái đại tràng của mình. Còn thục tháo cà phê á là cái phương pháp để dùng để tăng cái khả năng mà thải độc của gan của mình, tức là để đẩy mạnh cái khả năng thải độc của gan cho nó đẩy chất độc ra khỏi cơ thể. Thì đó, bác sĩ mới nói á là nếu mà làm cái thục rửa đại tràng này chung với thục tháo cà phê á, thì thật ra là không có tốt mà là có hại cho cơ thể nữa. Tại vì nó sẽ làm cho cơ thể bị giống như kiểu bị kiệt sức ha, giống như kiểu nó đẩy hết những cái thứ mà giống như kiểu tại vì cái trong đường ruột của mình nó có nhiều vitamin, có nhiều khoáng chất nữa, enzyme nữa ha. Nên là đối với bệnh nhân ung thư thì với lại khi mà mình làm như vậy, cơ thể của mình cái nhu động ruột nó cứ như vậy thì nó làm cho cái ruột của mình cơ thể sức khỏe yếu á ha. Làm cho mình yếu, mình mệt mỏi á. Thì cái này chỉ cần một lít thôi, nó rất là nhẹ nhàng thôi, bên ngoài thôi, chứ nó không có đi sâu vào cái đường ruột ở bên trong từ 5 tới 7 lít đâu. Nên là hai cái đó nó hàng ràng khác nhau nha. Bác sĩ có ghi chú thêm nè, tức là bác sĩ nói là đối với những bệnh nhân nào mà có lịch sử bị táo bón, kiết lỵ lâu dài, giống kiểu bị cái đó trường kỳ rồi đó ha, thì có thể làm thục rửa đại tràng một vài lần, tức là làm 5-7 lần gì đó, liên tục. Sau đó bắt đầu khi mà làm Gerson rồi thì đừng có thục rửa nữa. Nó thục rửa trước cho nó đẩy hết những cái chất dơ trong cái đại tràng của mình ra đi, cho nó thuận lợi hơn cho Gerson. Sau đó thì bắt đầu khi làm Gerson rồi thì chỉ làm thục tháo cà phê Gerson thôi. Đừng có làm hai cái này song song với nhau. Đó là những cái lưu ý của nó. Chỉ có hai câu hỏi như vậy thôi. Như vậy đó là cái muốn chia sẻ về cái kinh nghiệm ha, cũng như kinh nghiệm. Không giả. Khỏi. Thì muốn chia sẻ về kinh nghiệm của bản thân mình cũng như là kinh nghiệm của ông xã mình sau hơn 7 tháng thiết thuộc tháo cà phê ha, và cũng như là hơn 1 năm qua thiết thuộc tháo rồi đó. Thì hy vọng những video này có thể giúp ích cho các bệnh nhân ung thư
và đối với những người bệnh mãn tính ha, cũng có lợi ích, hoặc là những người muốn duy trì sức khỏe ha, thì mình cũng có thể sử dụng phương pháp thục tháo cà phê, và nhớ là mình phải uống nước ép nha, để mình bù đắp vào những cái lượng khoáng chất cũng như vitamin cũng như enzyme của mình bị mất đi. Rồi hy vọng sẽ giúp ích cho mọi người. Hẹn gặp ở những video tiếp theo nha.